Và vì những điều đó đã khiến cho tất cả những quý khách hàng tại Yêu Quang Tân Phú ngày hôm nay cũng đã lấp đầy tất cả mọi khoảng trống. Xin chào tất cả mọi người trên lầu luôn à. Ok, quý vị thân mến, tiết mục trình diễn mở màn vừa rồi cũng đã một phần nào đó để dẫn lối tất cả quý vị bước đến một cái diện mạo hoàn toàn mới của thương hiệu M.O.I. Cosmetics tối ngày hôm nay. Và với bộ sưu tập lần này, chắc chắn sẽ mang nhiều sự trẻ trung, tươi mới, bên cạnh đó vẫn giữ được nhiều sự kết. Đây, cho nên là ai cũng giữ lời hứa của mình hết. Cảm ơn Lê Dương Bảo Lâm đã đưa hai con tới đây nè. Rồi cảm ơn Xuyến cũng vừa sinh em bé xong nhưng mà cũng hôm nay cũng đến đây. Cảm ơn Phạm Thoại, một lát nữa livestream cũng đến đây. Rồi Hoa hậu Hương Giang, một lát nữa cũng livestream, thì như là mấy chục tỷ gì đó cũng đang ở đây. Một người chị rất là đặc biệt từ Mỹ, chị Mimi Morris cũng về đây. Ngọc Thanh, Luna Đào, Lê Hòa Trinh cùng với chồng của mình, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Người yêu của Hồ Hà Kim Lý. Kim Lý, Lisa Leon thì tới hết. Dạ, nói chung hôm nay là nhà mình là kéo đến đây đông đủ hết. Và đặc biệt hơn hết, mọi người thấy là ai cũng trẻ trung và xinh đẹp hết. Quý vị thấy chúng tôi đang diện trên người của mình dress code ngày hôm nay là những bộ trang phục denim với một cái tông màu nó rất là nhẹ nhàng, thanh thao nhưng vẫn giữ được cái sự cá tính của riêng mình. Vậy thì có thể là chấm logo là một thứ thể hiện cái tính biểu tượng cao nhất của một thương hiệu. Và ngày hôm nay sau 5 năm hoạt động và bước vào năm thứ 6, lần đầu tiên mà em ngoài thay đổi logo của mình cho một bộ sưu tập mới, thì có thể thể hiện được cái sự quan trọng của bộ sưu tập lần này. Và khi mà nhìn vào cái logo lần này có thể thấy được cái sự hiện đại và trẻ trung. Trước đó rồi mọi người đang sở hữu thì lần này không biết là chị Hồ Ngọc Hà phải giải đáp cho Minh Xu thôi, bởi vì Minh Xu biết rằng là chị không đơn thuần là một nữ nghệ sĩ Việt Nam, là ca sĩ nè, là một biểu tượng về nhan sắc, nhưng mà chị luôn luôn muốn kết hợp tất cả mọi thứ lại để tạo ra được những giá trị tuyệt vời nhất. Vậy thì đối với việc làm đẹp và cả thời trang ngày hôm nay thì có liên quan gì đến cái bộ sưu tập không chị? Cái này chắc cũng là phải cảm ơn Phạm Thoại, bởi vì Phạm Thoại cũng đã từng chia sẻ là Son M.O.I. cũng đã nổi tiếng rồi, cũng đã đẹp rồi. Tuy nhiên là phải có lâu lâu mỗi năm phải cho ra một bộ sưu tập đặc biệt gì đấy để cho mọi người nhớ tới. Là ngoài chuyện chất lượng đẹp nhưng mà bao bì ở bên ngoài cũng hấp dẫn tất cả người mua nữa. Nên là lần này M.O.I. cũng cho ra một bộ sưu tập cực kỳ là lạ và mới để đẩy mạnh hơn, mở rộng hơn thị trường khách hàng trẻ trung hơn. Và lần này thì cũng xin được chắc chắn cho mọi người một điều là về chất lượng là Hà cảm thấy đã nhất từ trước tới nay luôn. Nên là một lát nữa khi mà vào clip thì Hà sẽ giới thiệu sâu hơn về sản phẩm lần này là như thế nào ạ. Dạ, mình dù thấy là trong năm vừa qua thì mình cũng có kết hợp với nhà thiết kế Công Trí, cũng đã tạo ra rất là nhiều những sự kết hợp về thời trang và cả làm đẹp. Và mình dù tin là quý vị ai mà yêu cái đẹp chắc chắn thì không thể nào thiếu cái việc là mình mặc đẹp mỗi ngày. Và nếu yêu bản thân mình thì chúng ta cũng đừng quên làm đẹp cho bản thân mình mỗi ngày để chúng ta tự tin hơn, đúng không chị? Và lần này thì để nói về cái từ khóa là iconic thì chắc chắn trên sân khấu ở đây quý vị có thể vỗ tay thật lớn cho iconic Việt Nam Hồ Ngọc Hà được không ạ? Cứ bắt mọi người vỗ tay, xin chào ạ. Dạ, tại vì sao mà mình muốn mọi người vỗ tay như thế? Bởi vì là phải cảm ơn chị Hồ Ngọc Hà rất là nhiều vì đã luôn luôn mang lại cái biểu tượng của chính mình, truyền cảm hứng cho tất cả mọi người, không chỉ riêng ở Việt Nam mà có cả quốc tế nữa. Lần này thì chúng ta sẽ nói về cái bộ sưu tập mới nhất là The New Iconic. Và không biết là chị Hà có thể bật mí cho mọi người tí xíu trước khi mà chúng ta xem video hoặc cái ý tưởng lần này của mình như thế nào ạ? Thực ra biểu tượng thì tất cả chúng ta ai cũng là một biểu tượng, không ai giống nhau hết. Và tất cả chúng ta đều truyền cảm hứng cho những người xung quanh mình bằng tất cả những cái điều tuyệt vời nhất ở trong mỗi một con người. Nên là với cây son này cũng vậy, mỗi một màu son trưng cho tính cách cũng như cá tính của tất cả khách hàng. Vì vậy mà quý vị ngay tại để truyền cảm hứng, mà ngay cả tất cả quý vị Hà lướt TikTok thôi, tất cả quý vị một người Hà không biết, nhưng mà những câu chuyện và những cách sống của các bạn đã truyền cảm hứng tới Hà và cảm thấy giúp Hà vui hơn. Thì đó, chính các bạn cũng là iconic. Vì vậy mà bộ sưu tập lần này là để tuyên dương tất cả chúng ta, đặc biệt là những người luôn yêu chính mình, yêu bản thân của mình và biết chăm sóc mình. Và khi các bạn biết yêu bản thân của mình thì chắc chắn các bạn sẽ trở thành những biểu tượng. Và chắc chắn là khi mà các bạn đánh son thì sẽ có nhiều những cái chất liệu son khác nhau, màu môi khác nhau. Thì các bạn yên tâm, với chất liệu son lần này có chất nano thì sẽ giúp cho các bạn che đi tất cả những cái vết nhăn ở trên môi của mình. Và như Hà đã chia sẻ là có rất nhiều cái màu son và đa số là những màu son tự nhiên Hà cực kỳ yêu mến để đánh mỗi ngày. Ý tới đây luôn rồi hả? Dạ, tới khúc này luôn. Nhanh gọn lẹ. Cái giá bán
khác với mọi lần là mọi lần thì tất cả những quý khách ở đây đều có thể chạm rồi. Tuy nhiên là những khách hàng thật sự ở phía dưới đứng ở xa đằng kia thì làm sao để có thể cảm nhận được chất son lần này, thì Hà rất là mong muốn 1, 2, 3 ba phía này một lát nữa khi sản phẩm này ra mắt, Hà rất là mong muốn được đánh bất kể một ai ở phía dưới vào làn môi của các bạn để cho các bạn cảm nhận như thế nào, bởi vì người thật việc thật, sản phẩm thật và nghe được tất cả những cái review thật ở phía dưới của các bạn. Quá tuyệt vời đúng không ạ? Mọi người sẵn sàng vị trí của mình luôn nha. Tí xíu nữa chị Hồ Hà sẽ wax son trực tiếp lên trên làn môi của mọi người. Chúng ta sẽ cùng nhau được chốt đơn. Còn bây giờ thì em nghĩ là mọi người đang rất là nóng lòng chờ đợi xem cái sản phẩm nó như thế nào. Mình phải sờ tận tay, thấy tận mắt chị ạ. Ok. Và bây giờ xin mời chị Hồ Ngọc Hà, anh Lăng Thành Kim cùng với tất cả các celeb ngày hôm nay, các nghệ sĩ ngày hôm nay và các quý đối tác, chúng ta sẽ tiến về khu vực ở đằng sau tất cả quý vị, đằng sau quay. Dạ vâng. Ở đó thì đang có một chiếc hộp màu đen bí mật. Ở trong đó sau 3 tiếng đếm của chị Hà thôi thì chúng ta sẽ unveil ra cái sản phẩm lần này luôn. Dạ, xin mời tất cả mọi người chúng ta cùng nhau di chuyển nhé. Xin mời cả những mẫu Thúy Quỳnh nữa. Lúc này em ngồi thì không nhìn thấy. Xin mời phản thoại Xuyến này hãy cùng đi. Anh Jessica. Jessica. Xin mời 3, 2, 1 mời. Xin mời Thúy Quỳnh và Vinh Hải Thế Hải để Thúy Quỳnh và chúc cả ngày mới từ người về ngoài tôi sẽ đến. Và chúng tôi xin mời lần này chúng ta sẽ có 6 câu song để cho tất cả quý vị sẽ là người chọn và đến từ câu 1. Và những câu song tất cả quý vị cũng sẽ là người đầu tiên sẽ là người khó sang vào quý vị nhé. Thank you.